xin chào các anh chị và các cô chú và các bạn trong video này thì vũ sẽ hướng dẫn các bạn cách để yêu cầu trung tâm chiếu kháng visa tức là NVC sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn cùng một thời gian với những hồ sơ mà có những hồ sơ khác nhau không phải trong một hồ sơ mà những hồ sơ ví dụ là con bảo lãnh cho ba và mẹ con quốc tịch bảo lãnh ba và mẹ là hai hồ sơ khác nhau và muốn mà phỏng vấn cùng một thời gian cùng một ngày và một thời gian thì chúng ta có thể gửi request đến NVC bằng cách uh, à, và web của vị trí chú đó và và chữ as nvc và chúng ta vào mẫu đơn trên trang web của vị trí chú để lấy mẫu À, chúng ta à, vào cái mẫu thư xin xếp lịch phỏng vấn chung. Có hai cách là chúng ta có thể gửi từ email mà đăng ký với NVC, chúng ta gửi cho email cho NVC và thay đổi cái nội dung theo cái đã hướng dẫn trong này theo cái nội dung của mình về cái những cái thông tin như về số case number là diện nào, rồi tên người bảo lãnh, ngày tháng năm sinh, rồi người được bảo lãnh, là hồ sơ, rồi uh, nội dung là uh, for our convenience would you please kindly schedule interview with your case at about the same time with us Consulate General general in ho chi minh city ha, Rồi đó là chúng ta điền cái cây hai cái cây mà uh, hai cây mà muốn được phỏng vấn uh, chung là chúng ta gửi cho nvc để họ sắp xếp cái thời gian đây là cách gửi mail hoặc là nếu mà trong uh, chúng ta gửi request cho nhân web của nvc thì chúng ta và nhân bản của nvc chúng ta nhập vào cái số cái số customer rồi số tên của người được bảo lãnh chính ngày tháng năm sinh ở đây rồi ngày tháng, à, họ tên của người bảo lãnh à, bạn là ai người bảo lãnh người bảo lãnh hay là bên thứ ba email rồi nội dung người lấy rồi nội dung của trong bên này các bạn có thể copy qua là nội dung là muốn à, sắp xếp à, cho phỏng vấn cho thường luật lợi của hai hồ sơ điền vào hai hồ sơ ở đây nó có thể tax xe cái receipt chẳng hạn rồi là submit thì khoảng 2 đến 3 tuần NVC sẽ gửi trả lời cho các bạn rồi chúc các bạn may mắn xin chào và tạm biệt